Chào mừng các bạn đã đến với Hư Thần Giới Audio, hãy cùng nhau khám phá tập tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra tiếp video nhé. Nó chính là cái tên hùng hài từ kia, không biết gặp phải tao ngộ gì, nó, những năm vừa qua vẫn lưu lạc ở bên ngoài, không biết học nghệ với ai trời ạ à, đứa nhóc hung tàn của hư thần giới nó tên là thạch hạo xuất thân từ võ vương phủ quả thật là ngoài dự đoán của mọi người lại trải qua nhiều thăng trầm như thế hoàng đô xô trào tất cả đều xôn xao mọi người đều kinh ngạc đến ngây người tin tức như vậy được phát tán quả thật giống như là sao băng tiến vào biển cả gây nên sóng lớn ngập trời người đang nói linh tinh gì thế hả muốn làm nhục võ vương phủ ta sao Thạch Trung Hòa hết lớn, quả thật không thể chấp nhận được, nếu như chuyện này xảy ra thật thì chính là một việc bê bối vô cùng lớn. Tiếng nói của hắn rất lớn khấu động cả trời cao, bốn phía đều có thể nghe thấy được. Chuyện năm đó dính dáng quá nhiều thứ, vốn coi như là cấm kỵ nên đã phong kín, thế nhưng hôm nay lại lộ ra ngoài ánh sáng, nguy hại rất lớn. Làm thì đã làm rồi, ngay cả dũng khí để thừa nhận cũng không dám hay sao, ta cảm thấy các ngươi quá hèn mọn, Thạch Hạo chăm biếm. Người thiếu niên, người không nên ăn nói tầm bậy, trước tiên không biết ngươi có phải là tôn nhi của lão thập ngũ hay không, thì nhưng không thể ăn nói hàm hồ bậy bạ được. Lại có người mở miệng, ánh mắt đào liên tục cảm giác chuyện lớn không ổn rồi. Chuyện này quá mức kinh người, đến cùng lời nói của ai mới là sự thật đây. Giờ khắc này, không cần nói những người đang đứng trên phố lớn, ngay cả một ít nhân vật đang bế quan trong các phủ vương hầu cũng bị kinh động, bởi tin tức này quá dọa người mà trời sinh trí tôn, đây là tên gọi kinh người biết bao, nghĩ tới những ghi chép trên sách cổ thì mọi người nhịn không được mà run sợ. Nếu như là thật thì ông trời đã hao tâm biết bao tới võ vương phủ, có một trùng đồng giả cũng thôi đi, vậy là lại lòi ra một trời sinh trí tôn, chấn động lòng người. Toàn bộ hoàng đô đều nháo nhào cả lên, khó mà yên tĩnh lại được, một thiếu niên đánh tan một sự thật được chôn giấu nhiều năm, nói ra một bí mật như thế, giống như là sao trổi va chạm với mặt đất, mười phương đều rung bẩn bật chẳng biết xấu hổ, Thạch Hạo nhẹ nhàng nói với bọn họ, thì nhưng đây lại giống như đang giáng một cái bạt tai lên mặt bọn họ, khiến sắc mặt bọn họ lúc trắng lúc xanh. Chuyện này có thể giấu kín nữa ư, Thạch Hạo cười mỉm, thật ra vẫn hy vọng bọn họ sẽ nói nhiều hơn mấy lời nữa, như thế thì mới có thể hoàn toàn bại lộ ra được, cũng có thể làm cho ngoại giới nhìn rõ ràng hơn. Thạch tử đang thở dài, vô cùng đau đầu, đã mất đi sự bình tĩnh và thong dong vốn có, hắn không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào thế bị động như vậy đứa cháu này chỉ tùy ý nói ra một câu thì chính là một hồi sóng gió rồi có thể che giấu ư hắn tự hỏi hiển nhiên là không thể không nói bên ngoài chỉ riêng võ vương phủ đã chia thành hai trận doanh những người kia một khi đứng về phía thạch hạo mở miệng dùng nó thì chắc chắn không thể giấu được thứ gì nữa rơi vào cục diện như hiện tại quả thật là khó khăn mà ánh mắt của thạch tử đang rất lạnh hôm nay lại dẫm vào vũng bùn bọn họ không cách nào có thể giải thích rõ ràng được các ngươi nói tiếp đi, nói thử ta sẽ làm cách nào để nói hết những chuyện xấu của các ngươi ra ngoài, Thạch Hạo vẫn vô cùng ung dung, bình tĩnh nhìn bọn họ. Vào lúc này, đám người Thạch Trung Hòa vô cùng lo lắng, che giấu không được nữa rồi, chuyện này bưng bít cũng không nổi nữa, có thể làm sao? Trong lòng bọn họ thở dài, vừa nãy giải thích quá vội vã nên đã rơi vào thế yếu. Tình huống hiện tại rất bất lợi cho bọn họ, đang nói mà lỡ sai sót không xoay chuyển được thì giống như là đã ngầm thừa nhận, đây thật giống như ngồi trong lò hấp bị đe ép và khó chịu. Tuổi ngươi không lớn, nhưng sự tàn nhẫn lại quá thừa, một vị trung niên than thở, đương nhiên là đang nói nhỏ bên ngoài không thể nghe được. Xem ra, các ngươi chẳng có chút hối lỗi nào, chuyện năm đó cơ bản chưa bao giờ để trong lòng, hiện tại lại quát ngược lại ta, đây đúng là đạo đức tốt quá mà, thạch hạo chăm biếm. Đều là võ vương phủ nhất mạch, người cũng là con cháu thạch tộc, cho dù tộc nhân có lỗi với ngươi thế nhưng cũng không đến mức phải đuổi cùng rất tận như vậy hôm nay đã như thế này thì làm sao bộ tộc ta có thể đặt chân ở hoàng đô này một ông lão mở miệng hạo nhi lúc trước là chúng ta không đúng nhưng chuyện đã xảy ra rồi giờ nói lại chuyện quá khứ cũng không giải quyết được vấn đề gì bây giờ chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực khiến cho mạch này của chúng ta càng thêm phồn thịnh mới đúng một người trung niên đứng ở bên cạnh thạch tử đang mở miệng nói ra những câu như vậy những lời này chỉ giới hạn ở trong phủ người ngoài không thể nghe được bọn họ cũng không dám lớn tiếng nói đã không còn cách nào nữa, chỉ còn cách là khuyên giải Thạch Hạo khiến cho nó không muốn dây dưa, không nhắc lại chuyện đã qua, như vậy thì có thể cứu vãn lấy một ít danh dự ở Hoàng Đô này. Không phải khi nãy các ngươi vô cùng hùng hổ, chối bỏ những việc kia sao, mà lại còn nói ta không được ăn nói lung tung, vũ nhục võ vương phủ, sao giờ lại trở mặt nhanh như thế, Thạch Hạo hỏi. Chuyện này, cả đám người vừa giận vừa sợ, sắc mặt đỏ bừng lên, bàn tay nắm chặt, việc này khiến bọn họ vô cùng khó chịu như đang thiêu đốt trong lòng bọn họ lúc này một ông lão đi tới dâu tóc bạc trắng bước đi lảo đảo đây chính là thạch uyên đã bị đại ma thần phế bỏ hắn nhìn chằm chằm thạch hạo trong lòng vô cùng phức tạp đứa bé năm đó vậy mà vẫn còn sống đây thật là một kỳ tích mà hắn nhẹ nhàng thở dài nói đại nương của ngươi đã đền tội chuyện năm đó không thể cứu vãn thế nhưng hạo nhi ngươi trước sau vẫn là sự kiêu ngạo của bộ tộc ta sau khi ngươi trở lại có thể kế tục vị trí võ vương năm đó ta không có ở trong tộc sau này biết thì cũng rất tức giận rốt cuộc thạch tử đằng cũng đã mở miệng nói việc xảy ra khi xưa khiến ta rất đau lòng thế nhưng mấy người đó đều đã bị chém đầu cháu a trong tộc đã có lỗi với ngươi nhưng ngươi không nên ôm hận tất cả phải vì võ vương phủ chúng ta càng cường thịnh hơn hắn rất thẳng thắn âm thanh không cao thế nhưng đủ để chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ việc này khiến người giật mình Năm đó, mẫu thân của Thạch Nghị vì sao mà chết này vẫn là một bí ẩn, có rất nhiều ý kiến, hiện tại Thạch Tử đang mở miệng, hóa ra là bị tử hình, đây chính là đại nghĩa diệt thân hay sao, khiến người ta bị chấn động mạnh. Hạo Nhi, có mấy người trong tộc ta quá nóng giận nên lời nói quả là không đúng, nhưng suy cho cùng đều muốn làm cho bộ tộc ta càng thêm phồn thịnh, cũng không hề có ác ý quá lớn, không cầu ngươi tha thứ, nhưng hy vọng ngươi đừng ôm lấy mối hận này, hãy trở về, trở lại trong tộc. Thạch tử đang nói rất rõ ràng. Thạch hạo kinh ngạc, người đại bá này quả nhiên có tiềm chất của người trí dũng kiệt xuất, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, mà một khi mở miệng thì át cân nhắc tới đại cục, vì gia tộc. Đại nương kia đã móc đi trí tôn cốt của ta, ban đầu trong tộc cũng chưa từng bị xử phạt, chỉ khi phụ thân ta trở lại thời mới đánh giết à, trong tộc muốn ta trở lại. Vậy thì vì sao năm đó lại muốn trục xuất phụ thân ta, rồi liên thủ với vũ tộc âm thầm tuy sát chúng ta cho tới tận Tây Cương? mà khi tổ phụ trở về, do hỏi việc năm đó thì tại sao lại bị các ngươi ngăn cản, rồi đại chiến cùng ông, Thạch Hạo khẽ nói, vẫn như trước trong lẫn ngoài đều nghe thấy được. Mọi người nơi đây liền ồ lên, Thạch Tử đằng nhất mạch đã thừa nhận chuyện năm đó, mà đứa nhỏ này càng nói thêm rất nhiều bí mật nữa. Chẳng trách nó muốn phá hủy cả vũ vương phủ, không ngờ ẩn tình lại nhiều như thế. Ngoại giới thật sự khó mà yên tĩnh dược, chuyện xấu trong võ vương phủ càng thêm nhiều hơn, khiến người khác chấn động một đứa nhỏ trời sinh trí tôn lại phải chịu đau đớn mất đi phủ cốt quả thật có chút đáng thương thế nhưng mọi người rất nhanh tỉnh ngộ nhân vật chính của sự kiện lần này chính là hùng hải tử là thiếu niên hung tàn hiện tại nó lại là thiếu niên trí tôn nó mở ra mười tòa động thiên quét ngang tám phương trong hư thần giới thể hiện tư thái ngang ngược cùng với vô địch cùng cảnh giới trời ạ à, suýt chút nữa chúng ta đã quên sau khi nó mất đi trí tôn cốt không chỉ còn sống mà còn lợi hại như vậy quá nghịch thiên mà. Nếu như nó không mất đi khối cốt đó thì sẽ mạnh đến mức nào chứ? Khi nghĩ tới vấn đề này, mỗi người khó mà giữ bình tĩnh được, trong lòng khiếp sợ cảm thấy khó mà tin nổi. Đồng thời cũng có rất nhiều cảm khái, thiếu niên này quả thật khó mà phán đoán được, vốn thân thể sắp chết cuối cùng lại phát triển, đạt đến một bước như thế này. Hạo Nhi, người đến phủ là mục đích gì? Thạch Uyên không nhịn được hỏi bởi vì song phương càng nói thì chuyện tình càng tiết lộ nhiều, cơ bản không thể giải quyết được vấn đề này ngược lại sẽ khiến cho ngoại giới càng xối sục hơn, sẽ hiểu rõ chân tường của ngày xưa hơn. Ta tới đây chỉ là muốn chiêu cáo thiên hạ rằng ta còn sống, ta hy vọng phụ thân, tổ phụ của ta có thể biết được tin tức này, không muốn họ thêm sầu lo nữa. Phụ thân, mậu thân, các người giờ đang nơi nào, con vẫn còn sống trên đời này. Tổ phụ, người không cần buồn bã ổ rũ nữa, hạo nhi của người chưa có chết, mặc dù mất đi khối cốt đó thì đã sao còn như trước vẫn có thể tung hoành cả thiên hạ thạch hạo hét lớn ở ngay tại đây chiêu cáo với cả thiên hạ hy vọng nhờ vào sự kiện khiến cho hoàng đô khiếp sợ này sẽ lan truyền ra bốn phía để cho phụ mẫu của nó để cho gia gia của nó biết được nó còn sống hơn nữa còn rất vui vẻ là một thiếu niên trí tôn cho dù nói thế nào đi nữa, cho dù người đời sau có đánh giá thế nào đi nữa, ngày hôm nay cái tên Thạch Hạo này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm, trở thành một nhân vật chính trong hoàng đô này. Đến hiện tại, mọi người rút cuộc cũng biết được xuất thân của đứa nhỏ hung tàn này, hiểu rõ lai lịch của nó là một thiếu thiên đã quật khởi sau khi mất đi trí tôn cốt, khiến người ta chấn động. Hạo Nhi, đến tột cùng ngươi muốn thế nào đây? Cuối cùng, thạch tử đằng cũng vạch mặt, bình thản đã không còn thay vào đó là một tia lạnh lẽo hắn nổi lên một luồng sát khí, chỉ là khắc chế quá tốt mà thôi, khi ở thanh lâm viên hắn đã muốn ra tay vì ma chú đó rồi, hiện lại lại gặp phải chuyện này, gần như không thể kiềm chế nổi nữa. Nhưng mà, nói tóm lại hắn không có bùng phát, không muốn là người gây sự trước tiên. Thạch hạo nở nụ cười, nói, đại bá A, à, lĩnh giáo một phen có được hay không? Lời này vừa nói ra, trên dưới cả võ vương phủ đều biến sắc mặt, nói là lĩnh giáo hẳn là đòi lại một câu trả lời thật hợp lý hoặc có thể nói là thảo phạt. Hạo Nhi, chúng ta là người một nhà, sao có thể động thủ được chứ? Thạch tử đang bình tĩnh nói, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy điệu bộ cười như không cười đó của Thạch Hạo thì trong lòng không khỏi dùng mình, thiếu niên này nhìn ra được tâm tư của hắn à. Đại bá, chiến một trận thôi, sinh tử do mệnh, thành toàn tâm nguyện cho ngươi, Thạch Hạo lên tiếng. Ngươi, đứa nhỏ này, Thạch tử đang lắc đầu, làm bộ thở dài. Hạo nhi, Người hơi quá đó, thế nào đi nữa hắn cũng là đại bá của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy oan khuất thì có thể bày tỏ với chúng ta, ra tay như thế thì không được hay cho lắm. Thạch Trung Hoa mở miệng. Người muốn mở miệng giảng đạo lý với ta, tốt, mấy người các ngươi cũng nên đền tội cho rồi, tất cả cứ dựa theo tộc quy mà xử quyết, ngươi có phục không? Thạch Hạo không chút lưu tình, lên tiếng quát. Sắc mặt của Thạch Trung Hoa trở nên xám đen, nói, đã như vậy, ta chiến với ngươi trước một hồi vậy hắn không để cho thạch tử đang xuất thủ trước, bởi vì nghe nói thiếu niên này rất đặc biệt, trước tiên muốn thăm dò chút thực hư xem thế nào. nhưng mà khi thấy thạch hạo thân thể lấp lánh ánh đen, đã dung hợp thành một thể với bất diệt kim thân, hắn cảm thấy không ổn nên phân phó nói, mở ra đại trận, ta xem ai dám làm thế nào. lão huynh đệ của đại ma thần mở miệng, lạnh lùng đào qua đám người kia. Thạch Trung Hòa thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, dùng tay một phát liền lấy ra một trận pháp được tạo thành từ xương thú, từng khối từng khối một dày đặc không hư không, vậy nhốt lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo vung lên ống tay áo, một hộp đá xuất hiện, vang lên những tiếng bong bong, trong nháy mắt tám thanh phi kiếm bay ra, tất cả chỉ dài bằng lòng bàn tay vô cùng lấp lánh, màu sắc không giống nhau, lập tức chém về trước. Kiếm trận bắt hung, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Duệt. Kiếm khí ngang dọc, nhanh chóng chém những khối xương thú kia thành bột mịn dùng kiếm trận phá giải đại trận của đối phương những phủ cốt kia cuối cùng cũng bị phá nát thạch trung hòa lần nữa xuất thủ lấy ra một bảo cụ khác giết về phía thạch hạo triển khai cuộc đại chiến đáng tiếc đây không phải là một thiếu niên tầm thường sau khi hợp nhất cùng bất diệt kim thân thì tương đương với một vương hầu thạch hạo lấy ra chén hóa thiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ hồ miệng tiếng liền thu thạch trung hòa vào bên trong đưa ngươi tới bên cạnh con nhện hay là trực tiếp giết chết trong lòng bàn tay của thạch hạo xuất hiện một cái chén nhỏ miệng chén lượn lờ từng sợi hào quang lượn lờ không được trong lòng thạch trung hòa hoảng sợ quả thật hắn còn chưa muốn chết vậy thì tha cho ngươi một mạng cứ bình tĩnh ngồi nhìn xem người mà đã bị các ngươi móc đi trí tôn cốt sau này làm sao để chiến với trời sinh thần nhân ở trong lòng các ngươi thạch hạo lên tiếng trong miệng chén lấp lánh hào quang từng sợi thần hà chém thẳng về phía thạch trung hòa trên đầu của hắn bốc lên từng luồng khí trong suốt phân bụng phủ văn mờ nhạt một thân tu vi cứ thế bị phế bỏ chén nhỏ xoay chuyển ném hắn ra ngoài ngã nhào trên mặt đất chỉ đơn giản như thế một nhân vật có địa vị của thạch tộc bị giải quyết đại bá bắt đầu thôi thạch hạo nói đã như thế thì đại bá cùng ngươi luận bàn một phen, nhìn xem thiếu niên trí tôn như ngươi mạnh đến mức nào, so với ca ca của ngươi thì mạnh hay yếu. Thạch tử đằng lên tiếng rồi nhanh chân lao về phía trước. Thạch tử đằng có vóc người cao to, tóc đen bay lượn, da thịt trắng như ngọc thạch, cặp mắt long lanh có thần, anh Tuấn tiêu sái. Nếu như không biết được tuổi thật của hắn thì nhất định sẽ cho rằng đây là một người thanh niên. Hắn tu đạo đã nhiều năm, dung nhan không thay đổi, từ trẻ tới già vẫn sẽ duy trì hình dạng ở thời thanh niên, như vậy đủ để chứng minh sự mạnh mẽ và phi phàm của hắn đến cỡ nào rồi. Hạo Nhi, đến đây đi, để đại bá xem thử ngươi bất phàm cỡ nào, hãy thể hiện sự phồn thịnh của tộc ta, hãy thể hiện hết thần uy của ngươi đi nào. Nhiều năm qua, Thạch Tử đằng vẫn cầu đạo ở Hồ Ma Linh, thanh danh không nổi, biết ẩn giấu rất sâu, thế nhưng những người muốn biết được sự đáng sợ của hắn khi ra tay quyết chiến thì đều chết hết. Tuy rằng Thạch Hạo thì mới 13 tuổi, thế nhưng ở trong đại hoang thì đã có thể cưới vợ sinh con rồi, vóc người nó cao giáo không thấp hơn người trưởng thành bao nhiêu, tóc đen rất dày, cặp mắt to sáng bóng, long hành hổ bộ. Hai người tiến vào võ trường, nơi đây có trận văn bảo vệ, có thể đảm bảo chiến trường sẽ không bị phá hủy nếu không với tu vi của bọn nó thì một khi khai chiến thì chính là một hồi tai nạn. Thạch Hạo đứng giữa sân, cứ như vực sâu núi cao, ung dung bình tĩnh, cơ bản không giống như là một thiếu niên sau khi đạt tới trạng thái chiến đấu nó còn trầm ổn hơn cả những người tu đạo mấy chục năm. Ở một bên, vẻ mặt của thạch tử đang đầy bình thản, giơ tay nhấc chân cùng kết hợp với thiên địa này, càng hiện ra một loại đạo vận giống như một thế ngoại cao nhân. Chiến Tiếng hét vang vọng truyền ra, hai người gần như động thủ cùng lúc, diệt thẳng về phía đối phương, thạch tử đang vung tay áo lên một con lốc cuồn cuộn xuất hiện, trời đất xám xịt, cạt bài đá chạy, rất nhiều cung điện bị hất lên tận trời cao. May là, ở bốn phía đều xuất hiện từng mảnh ánh sáng phong ấn nơi đây lại, không có tạo thành tai nạn gì cả. Thế nhưng, giữa trường chiến đấu thì hoàn toàn khác nhau, lốc xoáy xuất hiện, tiếng vang vù vù trói tai, tay áo vương ra cứ như là một đám mây đen che kín bầu trời từ từ hạ xuống, bao phủ cả thiên địa, tụ lý càn khôn. Tất cả mọi người đều thất kinh, đây là một môn đại thần thông của một vị thần nhân thuộc nhân tộc sáng tại gia, cũng không có thuộc về hồ ma linh, không cần nghĩ cũng biết thạch tử đằng có cơ duyên lớn như thế nào tay áo kia vung ra che đậy cả thiên địa, muốn cưỡng ép thạch hạo vào bên trong, nếu vào trong vậy thì rất khó để thoát ra được. Nơi đó đã tự thành một giới nên muốn giết chết nó thì chỉ trong nháy mắt. Thạch hạo cũng xuất thủ, trong tay hiền xuất hiện một cái long dao tiễn màu vàng, sau khi được nó ra trì thì hóa thành hai con dao long màu vàng, ngừng đầu trong hư không giết gào. Phần đuôi của hai con dao long liên kết lại với nhau, thân thể dao long đồng thời hợp lại, tiện xé tan cơn lốc mang theo thạch hạo vọt ra từ trong tay áo lớn kia nó cũng chưa từng bị thu vào trong tâm thần mọi người chấn động chỉ vừa bắt đầu mà đã dùng đại thần thông cỡ này rồi đúng là làm người thán phục ở cảnh giới vương hầu từ đảng tiến thật là xa trên mặt thạch uyên nở nụ cười đây chính là cháu ruột của hắn và còn sinh ra một huyền tôn là trùng đồng làm hắn cực kỳ thỏa mãn thạch hạo đầy oai phong vị đại bá này rất lợi hại ở trong cảnh giới vương hầu có sức chiến đấu vô cùng ghê gớm xếp hạng vô cùng cao bởi vì chỉ bằng vào việc ra tay khi nãy thì nó đã biết được rồi. Hạo Nhi, ngươi phải cẩn thận, đại bá sẽ không nương tay đâu, thạch tử đang lên tiếng, nơi sâu trong cặp mắt lóe lên ánh đỏ, khí tức tăng vọt, da rẻ trắng sáng như tuyết giờ càng như ngọc thạch. Hiện nhiên, hắn đã nổi lên sát ý, đứa nhỏ này khiến cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn, lúc này chỉ mới mười mấy tuổi mà đã đáng sợ như thế, tương lai sau này trưởng thành không biết sẽ đạt đến mức độ nào nữa một trùng đồng giả đã đủ kinh diễm rồi, không cần thêm một vị trí tôn làm gì nữa. Đại bá, cần gì nhiều lời như thế, động thủ đi nào, thạch hạo mở miệng. Nó hóa thành một vệt sáng áp sát về phía trước, sau lưng biển lớn chập trùng, một con huyền vũ màu đen vô cùng khổng lồ vọt lên, tỏa ra uy thế kinh người trấn áp về phía thạch tử đằng. Thạch tử đằng hét lên một tiếng, toàn bộ mái tóc dài tung bay, sau người hắn phát ra từng tiếng binh khí va chạm vào nhau vô cùng điếc tai một mảnh thần kiếm do phủ văn hóa thành đồng loạt bay ra, tất cả đều sáng rực bay về phía trước. Đó như là một rừng kiếm, sắp xếp chỉnh tề rất có quy tắc, không ít không nhiều vừa vặn 36 thanh, dày đặc đâm mạnh tới. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, còn giống như là con thú khổng lồ từ thời tiền sử đang vươn mình, đại dương sau lưng thạch hạo chập trùng, huyền vũ vọt lên. Thân thể khổng lồ che trước người nó, không ngừng tỏa ra phủ văn luyện hóa rất nhiều thần kiếm thân thể của huyền vũ vô cùng to lớn mỗi một lần chuyển động đều vang lên những tiếng ầm ầm và chạm với rất nhiều phủ kiếm vang lên những tiếng bong bong sau đó huyền vũ xoay tròn hóa thành một tấm khiên được khắc rõ đồ án hình quy những tiếng leng keng vang lên lập tức nó đạp vỡ tan toàn bộ phủ kiếm sức phòng ngự quá kinh khủng hay thạch tử đằng kêu lên rồi nhanh chóng vọt tới triển khai thế cận chiến hắn vỗ xuống một trường, trong lòng bàn tay tỏa ra vô tận ánh lửa cứ như dung nham đang phun trào, một con kim ô vọt lên, giang cánh tấn công tới. Đây là biểu hiện của việc đã tu luyện bảo thuật tới cảnh xuất thần nhập hóa, đã không dựa vào khuôn mẫu nữa rồi, giờ tay nhấc chân đều có thể biểu hiện ra áo nghĩa thần thông. Đây vốn là một môn đại thần thông thế nhưng giờ lại được cô động thành một trường. Bảo thuật kim ô, thạch hạo không sợ, tay phải nắm tại oanh kích về phía trước, tia chớp màu tím nổ tung, vô tận phủ văn bắn ra, cứ như là xuyên thủng cả trời cao, thành thế vô cùng dọa người. Bên trong nắm đấm của nó lao ra một con toàn nghê, lắc đầu quậy đuôi, ánh sáng trói mắt trông vô cùng sống động, va chạm với con kim ô kia. Rõ ràng là quyền đối trưởng, thế nhưng lại trực tiếp biến hóa thành bảo thuật đối nhau, cao thủ đều như thế, mọi cử động đều có áo nghĩa phủ văn, thần uy không thể lường được. ầm. Um. Cuối cùng, trưởng của Thạch Tử đằng va chạm với quyền của Thạch Hạo, một con kim ô gào thét tán loạn giữa trời xanh, còn một con toàn nghi sáng rực gầm hết rồi cũng nổ tung. Thạch Hạo thất kinh, bàn tay của đối phương không ngờ lại cứng như thế, còn mang theo dụng cụ bảo vệ tỏa ra phủ văn óng ánh, không ngừng tỏa ra thần lực mênh mông như biển, phải đấm nát cho bằng được nắm đấm của nó. Một mảnh ánh sáng trói mắt giữa hai người bùng phát, cả hai đều bay ngược ra ngoài. Thạch hạo không có việc gì, dung hợp là một với bất diệt kim thân nên không hề khác gì với vương hầu cả, mạnh mẽ khiến người khác kinh hãi. Ánh mắt thạch tử đằng lạnh như băng, trên tay hắn có dụng cụ bảo vệ nên có thể nhanh chóng tăng lên lực trưởng của mình, trong nháy mắt có thể đánh nát người khác. Không hề nghĩ rằng mức độ khủng bố của thân thể đứa chất như này lại kinh khủng khiến cho hắn hoảng sợ, không thể nào thừa cơ phản đòn. Cứ như thế, hai người lại bắt đầu đại chiến, không ngừng xung kích bùng phát ra từng mảnh ánh sáng, bóng người tung bay, động tác nhanh như chớp. Keng. Thạch Hạo lao xuống cứ như là một con côn bằng dương cánh, toàn thân nó sáng rực, từng cọng lông chim màu vàng xuất hiện kèm theo đó là những đốm màu đen, từ trên trời cao vô giết xuống Thạch Tử Đằng. Duệt Thạch Tử Đằng không động. Như là nằm phục trên mặt đất, khi gần tới thì song trưởng của hắn rơi lên trên, hơn nữa ở sau thân thể của hắn vọt lên một lưỡi câu màu đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phù văn lưu chuyển tỏa thành một con sinh linh giống như là thiên hạc bao phủ lấy bản thân hắn, tựa như hắn đang ở trong cơ thể của bò cạp vậy. Kèng Thiên hạc va chạm với côn bằng, lần va chạm này vô cùng kịch liệt, chiếc đuôi vô cùng sắc bén của con bò cạp phóng to đâm thẳng về phía mi tâm của thạch hạo lập lức nó dùng cánh chim bằng ngăn lại, phù văn bắn tung tóe cứ như là trời long đất lở vậy. Bụp. Thạch tử đang bay ngang ra ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng chảy máu, đòn đánh vừa rồi hắn bị côn bằng áp chế nên bị đánh văng ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm thạch hạo thế nhưng cũng chẳng nói gì. Thạch hạo oai phong, tuy rằng không có thi triển bảo thuật côn bằng hoàn chỉnh thế nhưng dù sao thì nó cũng tìm hiểu trong thời gian dài nên một đòn tùy ý thì uy năng cũng lớn đến kinh người lẽ nào Thạch Tử Đằng không có nhìn ra điều gì trong đó? Mọi người khiếp sợ, vậy mà Thạch Tử Đằng lại bị thương, Giao Phong khi nãy hắn đã nếm phải một thiệt thòi nhỏ. Bên ngoài có rất nhiều người điều động bảo cụ bay thẳng lên trời cao, đứng nơi xa xem chiến, sau khi nhàn thấy tình cảnh vừa rồi thì trở nên nghiêm túc. Quả nhiên đứa nhóc hung tàn được xưng là thiếu niên trí tôn rất lợi hại. Thạch Hạo cảm thấy tâm thần không yên, sau ót tự nhiên tê dại nên nhanh chóng tránh né. Một sợi tơ còn mỏng hơn cả tóc đâm thẳng tới xoẹt qua nơi gò má nó, từng cọng tóc bị cắt đứt liền rơi xuống. Cường phong đáng sợ kia khiến cho trên mặt nó xuất hiện một vệt máu không ngừng chảy xuống. Chú Ti Phí Tiên Thạch Hạo khẽ nói, nó muốn đối phó con thái cổ ma chu kia nên đã tìm hiểu qua thần thông của đối phương. Đây tuyệt đối là một đòn sát thủ, lặng yên không một tiếng động, khó lòng mà phòng bị tuy rằng chỉ là một sợi tơ thế nhưng lại vô cùng cứng cỏi không gì không xuyên thủng được có thể xuyên thủng rất nhiều bảo cụ nhẹ nhàng và nhanh chóng vừa nãy khi vừa đâm chúng nếu như nó chậm thêm chút nữa thì lập tức sẽ đâm xuyên não hải sợi tơ này được tạo nên từ phủ văn sắc bén và mạnh mẽ hai người đều chảy máu thế nhưng không thể nào thương tổn vị trí yếu hại được đặc biệt là thạch hạo chỉ là bị thương ngoài da mà thôi sau khi lau đi vết máu thì ánh trắng rái lên vết thương tự động khép lại đại bá, như vậy ngươi không giết được ta đâu. Chật nhi, sao lại nói lời đó được, chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi cảm thấy đại bá không đủ tàn nhẫn hà, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy, thạch tử đằng lên tiếng, hàn quang trong mắt càng tăng lên. Trong tiếng len keng một mảnh ánh đỏ xuất hiện, rực rỡ trói mắt, hắn lấy ra một bộ chiến y bằng kim loại màu đỏ thắm, được chia làm mấy chục miếng, nhanh chóng tiến tới cơ thể mình rồi tổ hợp lại, bảo vệ hắn càng kín kẽ hơn ánh mắt mọi người hơi ngưng lại, chiến y bằng kim loại này đỏ đậm như hà, giống như là thần y, hơn nữa hình thù quái dại, hai bên thân thể có thêm mấy cái chân nhện. Thời khắc này, thạch tử đang cực kỳ giống với một con nhện lớn hình người, đồng thời trong tay cầm một đại kích màu đỏ thắm, khiến cho trong vẻ thần võ ấy ẩn chứa một tia dữ tận. Thạch hạo thăm dò, thử lấy ra một bảo cụ, đó chính là kiwi thủy được mua từ thanh lâm viên, vô cùng khắc bén, không phải là vật phàm. Duệt thạch tử đằng vung lên phương thiên họa kích, lưỡi kích màu đỏ thắm cắt qua, kiện bảo cụ khi nãy bị chia làm hai nửa sau đó nổ tung do bị phù văn chấn động. Mọi người giật mình đồng thời mình về phía thanh binh khí kia, phương thiên họa kích này tuyệt đối không bình thường, vô cùng sắc bén, lực phù văn bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ. Chất nhi, phải cẩn thận đó, thạch tử đằng lạnh lùng nói. Đại bá, đại kích của ngươi không tệ, cho ta mượn dùng thử, thạch hạo lên tiếng, con mắt phát sáng, tập trung vào cây địa kích đỏ đậm kia. Thằng ta, ta sẽ đưa cho mượn. Thạch tử đang nói thế rồi một tay nắm đại kích, chỉ thẳng về phía thạch hạo đứng nơi xa. Một luồng sát khí hùng dũng lập tức sôi trào, che kín cả bầu trời. Thời khắc này, bên trong võ vương phủ trở nên sơ sát tiêu điều, rất nhiều người run lẩy bẩy, mà cường giả các tộc xem chiến trên không trung cũng khiếp sợ không thơi, bảo cụ thật là ghê gớm. Tốt, vừa hay ta đang thiếu một thanh binh khí hạng nặng, trước tiên cảm ơn đại bá vậy, thạch hạo tiến lên, chuẩn bị động thủ thằng ta rồi hẳn nói, thạch tử đằng ra tay, đại kích đánh xuống, cứ như là một luồng chất đỏ ngòm, lại giống như biển máu mênh mông vô tận, từ không trung hạ xuống, sát khí ngập trời. Thạch hạo né qua, đại kích như là tia chớp đỏ ngòm nhanh chóng đâm mạnh xuống tạo nên một cơn lốc khiến cho người khác cảm thấy đau rát nơi mặt. Vù một tiếng, thạch tử đằng lại chém tới, ánh đỏ đầy trời, huyết quang như thủy triều, thanh phương thiên họa kích này nhiễm sát khí quá nặng chỉ khí tức như thế cũng khiến cho một vài tu sĩ nhỏ yếu mềm nhún cả người rồi. Thạch hạo như người này tránh lưỡi kích sáng bóng như tuyết kia, sau đó vọt mạnh về trước rồi triển khai bảo thuật toan nghê, lần này cũng không phải là một con toan nghê mà là mấy con. Vô cùng điên cuồng, tất cả đều như là một ngọn núi nhỏ lao nhanh về phía trước. Lôi hải thú sơn, có người kinh ngạc thốt lên, bảo thuật vận chuyển đến mức độ này thì hết sức kinh người, giống như là đang trồng chất 10 tầng thuật toan nghê vậy, tia chấp hóa thành biển toàn nghe đầy giấy, như là núi lớn đập tới. Thạch tử đang thất kinh không có sử dụng phương thiên họa kích nữa mà há miệng hét dài một tiếng, lập tức một dài lụa vô tận được tạo thành từ phủ văn xuất hiện. Đó giống như là một dài ngân hà vậy, đây chính là bảo thuật của ma chu nhất mạch. Hắn dùng cách này để chặn lại những con toan nghê kia, âm một tiếng, dài lụa bị những con toan nghê vô lấy dưới móng vuốt, tia điện xẹt xẹt ngang dọc khiến cho nơi đây trở nên nóng rực là chói mắt. Thạch Tử đằng lại tiếp tục triển khai bảo thuật, tuy rằng cánh tay được triển y bằng kim loại màu đỏ thầm bao lấy thế nhưng lại biến ảo ra một ống tay áo rất lớn, bảo phủ lấy 10 con toan nghê vào bên trong. Tụ lý càn khôn Một đại thần thông này cũng không phải dùng tay áo thật sự để thi triển, đó chỉ là biến ảo ra mà thôi, trên thực tế nó có liên quan tới không gian, không quan hệ với những thứ khác. Sấm vang chớp giật, 10 con toan nghe kia không ngừng gào thét trong ống tay áo đó, cuối cùng ầm ầm vang lên, ống tay được do phủ văn biến thành bị xé rách rồi nổ tung, mưa ánh sáng xuất hiện rồi tiêu tan trong không trung. Thân thể thạch tử đang run lên bần bật, thế nhưng rất nhanh ổn định lại thân hình, xoẹt một tiếng, địa kích giống như là tia chớp đỏ ngòm lần nữa bổ tới, hơn nữa lần này lại dâng lên phủ văn, tiếng rồng ngâm vang vọng kinh động bốn phía. Thạch hạo giật mình, dùng bàn tay mạnh mẽ chống đỡ cái cán dài của thanh đại kích, lưỡi kích tách ra, từ bên trong đại kích có một con rồng vô cùng to lớn màu đỏ thầm lao ra, vô giết về phía nó. Cảnh này quá chân thật, trông rất sống động, đây chính là điểm khủng bố của bảo cụ này, đây không giống dao, mà là một con rồng thật sự, có sự uy nghiêm cứ như là quân vương nhìn xuống thần tử. Bàn tay của Thạch Hạo liên tiếp biến háo, cuối cùng kết ra ấn côn bằng, mạnh mẽ đánh về phía trước, bốn phía chấn động thì mới có thể đánh tan con rồng to lớn này. Long huyết bảo binh mọi người giật mình, rốt cuộc hiểu được thanh đại kích này khác với những thứ khác ở điểm vào, vì sau khí tức lại kinh người như thế, vậy mà đã được nhuộm qua máu rồng. Thanh đại kích này quả nhiên kinh khủng, ta từng nghe qua thanh đại kích này từng gặp phải một nhân duyên, từng được một giọt máu rồng nhỏ lên, từ đó toàn thân đỏ tươi, ánh đỏ đầy trời, đồng thời uy năng của nó cũng tăng lên, trên không trung nơi xa có một ông lão lên tiếng. Bảo cụ này quý giá ở chỗ chính là chất liệu của nó, được nhuốm qua một giọt máu rồng, đây chính là một thanh long huyết chiến kích. Hai người lại chiến đấu, khiến người khác đờ ra chính là, Thạch Hạo lấy ra một cái chén sứ nâng ở trên lòng bàn tay rồi xông về phía trước. Thạch tử đang vô cùng thần võ, vô cùng uy mãnh, mà thiếu niên này tay đang nâng cái chén tiến về phía trước, so sánh từ đầu đến hiện tại khiến cho người khác không biết nói gì. Thế nhưng mọi người đều biết, sự mạnh mẽ của binh khí không quan hệ với hình thái của nó, cái chén này nói không chừng là một bảo cụ quý giá. Kèng Đại kích đánh tới, hư không run rẩy, còn chân long màu máu kia lần nữa vọt ra, tiếng rồng ngâm vang chín tầng trời, thân thể khổng lồ của nó cực kỳ khiếp người. Thạch hạo giơ tay lên, chén nhỏ xoay tròn, lượn lờ khí lành, miệng chén hóa thành một cái hố đen điên cuồng nuốt lấy, cố gắng thu con đại long kia vào bên trong. Bùm Cuối cùng, phù văn nổ tung, con đại long kia bị phá tan, lần nữa tiêu tán trên không trung. Chuyện này khiến người khác phải thán phục, cái chén này quả nhiên bất phàm, thần năng vô cùng. Thạch hạo vô cùng vui sướng, từ khi dùng kiếm gậy phá tan phong ấn của đáy chén thì nó càng khiến biểu hiện sự bất phàm của mình. Cái chén này được đúc thành trong đó có một vài tài liệu có thần tính, nắm giữ phủ văn bí lực vô cùng kinh người. Kèng Đại kích đâm tới, chén nhỏ bay lên, miệng chén nuốt lấy mũi kích, chặn lại đoàn đại sát phạt này keng keng tia lửa văng ra khắp nơi những trận chiến đấu tiếp theo rất kịch liệt thanh đại kích không ngừng chém tới nhỏ nhỏ luôn luôn có thể ngăn trở đúng lúc đồng thời miệng chén phát sáng muốn nuốt trưởng thanh đại kích vào trong rồi luyện hóa chén dữ này khiến người khác ngạc nhiên nơi xa trên không trung chủ cửa tiệm của một quán bán binh khí rậm rậm châm hắn chính là người đã bán chén nhỏ cho thạch hạo khi ở thanh lâm viên Lúc đó không thể nhìn ra được điểm dị thường của chén nhỏ, bây giờ không ngờ nó lại phi phàm như thế, hối hận thì đã muộn rồi. Thạch hạo đại chiến với thạch tử đằng, đây chính là một địch thủ vô cùng mạnh mẽ, hai người va chạm kịch liệt với nhau. Đột nhiên, mấy cái chân nhện bên ngoài chiến y của thạch tử đằng đều đâm ra ngoài, nhìn như là một con nhện hình người đang phát điên, rực rỡ trói mắt hiểm trong hiểm, thạch hạo nhanh chóng rút lui, mấy cái chân nhện kia quẹt qua sát thân thể của nó, lưu lại một ít bóng mờ vậy mà cũng khiến cho thân thể của nó xuất hiện một vài vết máu. Chất nhi cần phải cẩn thận, thạch tử đang lên tiếng. Ở một tiếng, mười tòa động thiên của thạch hạo mở ra như là một vòng thần hoàn bao phủ thân thể nó lại, hơi thở của nó càng thêm mạnh mẽ hơn, gần như trong nháy mắt đã giam cầm hư không. Thạch hạo vọt tới, một cước quét ngang đá thẳng về phía đầu lâu của thạch tử đằng nếu như đá trúng hơn nửa sẽ bị nứt thành bốn miếng thạch tử đằng quát lo một tiếng toàn thân phát sáng rồi manh mẽ tránh thoát đặc biệt là thanh chiến kích long huyết trong tay kia phát ra những tiếng rồng ngâm quấn theo hắn bay ngược trở lại thế nhưng chúng quy lại thì động tác của hắn cũng chịu phải ảnh hưởng việc giam cầm của thạch hạo cũng có tác dụng bịch một tiếng một cước đá trúng bà vai hắn khiến cho cả người hắn bay tạt sang ngang đại bá cẩn thận chớ thạch hạo đứng ở phía sau lên tiếng thế nhưng trong lòng lại vô cùng giật mình không ngờ đối phương có thể tránh thoát khi nó giam cầm quả nhiên đã xem thường hắn rồi thạch tử đằng nghe thấy thế thì sắc mặt tái nhợt há miệng phun ra một ngụm máu bả vai giống như bị bẻ gãy từng cơn đau nhức chuyển tới hắn ổn định lại thân hình bên cạnh hắn xuất hiện từng bóng dáng của kim ô bệ ngạn ma chu tất cả đều bao quanh hắn phát ra ánh sáng vô lượng như tôn hắn thành một vị ma vương Thạch tử đang nổi giận, vận dụng tất cả thủ đoạn để tăng sức chiến đấu của mình lên, khiến cho linh thân của mình xuất hiện. Thạch hạo kêu lên một tiếng kỳ lại, ở bên cạnh nó, huyền vũ, toàn nghe, côn bằng lần lượt xuất hiện, chỉ là con côn bằng thì bị nó áp chế. Vì dưới con mắt của mọi người nếu như bị phát hiện ra môn thần thông cái thế này thì nó ắt trở thành kẻ địch của thế gian. Ngoài ra, còn có sinh vật hình người, rồi chuông, tháp, kiếm, đỉnh, lần lượt xuất hiện, bởi vì nó không có nhiều bảo thuật nên lấy phủ văn ngưng tụ thành những vật này, tạm thời thay thế vậy. Diễn Thạch tử đang hét lớn, phương thiên họa kích trong tay bổ xuống kèm theo đó là một khí tức vô cùng khốc liệt, quyết trí tiến lên. Thạch hạo hừ lạnh, mở ra 10 tòa động thiên, hóa thành một vầng thái dương rực rỡ, còn chuông, tháp, đỉnh đồng lọt bay về phía trước đón lấy đòn đánh này. Vù một tiếng, huyết quang tăng vọt, vì thế của đại kích vô cùng kinh người cả người thạch tử đang rực cháy ánh đỏ va chạm với thiếu niên kia chính là lấy cứng trọi cứng vào lúc này thạch hạo bắt đầu vận dụng phù văn bên trong nguyên thủy chân dài dùng cốt văn bình thường nhất để diễn biến có một loại sức mạnh biến thứ tầm thường thành thần kỳ hiện ra cho đến hôm nay nó càng phát hiện ra được sự kinh người của bộ bí điển này những hình ảnh chiến đấu của thần hiện lên trong đầu khiến cho nó cảm ngộ càng sâu sắc hơn sau đó, Thạch Hạo vung mạnh hai tay, mơ hồ đang dung nhập vào trong một loại đạo cảnh hợp nhất cùng nhịp đập của thiên địa, như là đang cảm ngộ cái gì đó, vô cùng tự nhiên. Bên trong nguyên thủy chân dài, hàng loạt hình ảnh như kim sĩ đại bằng giết thần, chân hồng hết vợ ánh trăng, không ngừng hiện lên trong suy nghĩ, như có như không, không ngờ nó lại thể hiện ra khí thế cỡ này. Thạch tử đang giật mình, hắn cảm giác được khí tức của thiếu niên đứng đối diện đang thay đổi, như là mạnh thú thời hồng hoang ép người vô cùng, tựa hồ có thể hết vỡ sân hà, có thể hái xuống nhật nguyệt. Mười tòa động thiên phát sáng, sức mạnh giam cầm lại xuất hiện, thạch hạo bỗng nhiên thét dài, một quyền nện mạnh về phía trước, thạch tử đang giật mình tức giận, thân thể cứ như sao vào đầm lầy, khó có thể thoát khỏi. Ẩm! Um. Cuối cùng, hắn dung lên bần bật, thả thanh phương tiên họa kích trong tay ra rồi cả người bay ngang sang bên, ho ra đầy máu. Duệt. Thạch hạo hóa thành một vệt sáng đuổi theo, trong tay mang theo đại kích đánh mạnh về phía trước. Chuyện này, mọi người biến sắc mặt, sao lại nhanh như thế chứ, đại kích đã đổi chủ. Gào, toàn nghề giết gào, thầy chủ nhân tiến lên phía trước, kết quả là bị chém nát, một luồng linh thân bị phá diệt. Thạch tử đằng gào thét ổn định lại thân hình rồi bắt đầu tái chiến đại bá đa tạ rồi thạch hạo cầm theo chiến kích long huyết trên mặt lộ ý cười ngay khi nó tế luyện thanh bình khí này thì đã xóa đi dấu ấn của chủ nhân cũ rồi thạch tử đang sắc mặt âm trầm thanh bình khí mà mình yêu thương trân trọng nhất lại bị cướp đi hắn lau vết máu nơi khóe miệng rồi hừ lạnh một tiếng mọi người ồ lên thạch tử đằng đường đường là một cao thủ cấp vương hầu vô cùng mạnh mẽ vậy mà lại bị một thiếu niên cướp đi bình khí miệng thì chảy máu tươi chuyện này khiến người khác hoảng sợ vậy thì chiến, thạch tử đang phát điên, khí chất hoàn toàn khác với trước kia. Hắn cứ như là một con nhện hình người, cả người lượn lở ánh đỏ, con mắt vô cùng khiếp người. Mấy cái chân nhện trên giáp trụ đồng loạt chuyển động hóa thành những thanh chiến mâu đâm về phía trước. Cùng lúc đó, toàn bộ linh thân cũng đồng thời phát uy, những bảo thuật như tụ lý càn không cũng được triển khai, kinh người đến cực điểm. Hắn đã điên cuồng, một con nhện hình người bùng phát, hàng loạt phủ văn lấp lánh, vô tận bảo quang bay lượn, đây quả thật như là một vị ma vương chẳng trách những đối thủ ngày xưa của thạch tử đang đều chết hết cả một khi hắn phát điên thì không ngờ lại mạnh mẽ như thế rất nhiều người nói nhỏ thạch hạo không dám khinh thường đây chính là một trận chiến đấu gian khổ vị đại bá này của nó chính là một kỳ tài thật sự mạnh mẽ siêu cấp hai người giao thủ từ mặt đất đánh lên tới bầu trời tiến thẳng vào trong mô mù rồi lại giết xuống mặt đất đâu đâu cũng là chiến trường đâu đâu cũng có bóng hình bọn nó đi chết đi, thạch hạo hét lớn, nó cũng phát điên, mùa phương thiên họa kích, dường như cũng là một vị ma thần, liên tiếp đánh tan hai cái linh thân của thạch tử đằng, khiến cho bản thể của hắn cũng bị thương theo. Giang giáp Thạch hạo đánh lui một cái chân nhện trên giáp trụ, tuy rằng màu sắc tương tự đều tỏa ra ánh đỏ thế nhưng giáp trụ này cũng không có nhiễm phải máu rồng. Cuối cùng, thạch hạo liên tục nện mạnh, chiến kích tạt ngang trời, suýt chút nữa đã chém chết thạch tử đằng, khiến cho hắn máu chảy đầm bìa, chiến y phá nát ầm. Um. Thạch Hạo một cước đạp mạnh lên trên bộ ngực của Thạch Tử Đằng, bộ chiến y kia nổ tung. Mặc dù có phòng ngự thế, nhưng Thạch Tử Đằng cũng bay ngược ra sau, nằm trong lớp bụi mù. Thế nhưng hắn vẫn không có ngã nhào dưới đất mà nhanh chóng bay lên trời cao, vẫn muốn tiếp tục tái chiến. bùm. Lần này Thạch Hạo giơ tay hóa thành một bàn tay màu đen, vỗ mạnh xuống dưới, giống như là một đám mây đen ép xuống bao phủ lấy thân thể hắn. ầm. Um lần này cả bàn tay lớn bao trùm cả thạch tử đằng lại, khiến cho hắn nện mạnh xuống mặt đất, bụi mù tỏa ra bốn phía. Thạch tử đằng thất bại, mọi người thở dài, một kỳ tài bại vào tay chất nhi của mình, bại bởi thiếu niên trí tôn. Thạch hạo giơ thanh đại kích trong tay lên, định bổ nhào xuống dưới. Vào lúc này, thiên địa cuồn cuộn, một luồng ma uy vô cùng khủng bố xuất hiện, sóng năng lượng kịch liệt vọt tới, khiến cho cả tòa võ vương phủ đều run rẩy. thái cổ ma chu xuất hiện.